Tiếp theo là tin hoạt động của Hội Người Mù huyện Gia Lâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người khiếm thị. Ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, huyện Hội Gia Lâm đã đưa 45 cán bộ, hội viên và người nhà đi nghỉ mắt ở Sầm Sơn Thanh Hóa trong 3 ngày. Việc đưa hội viên đi nghỉ mắt là một hoạt động được Hội Người Mù Gia Lâm duy trì thường niên. Việc làm này giúp cho người khiếm thị trên địa bàn có cơ hội được hòa nhập với xã hội, được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, du lịch của cộng đồng để phần nào xóa bớt đi những thiệt thòi trong cuộc sống những ngày ở sầm sơn các thành viên có thời gian gần gũi với nhau hơn trao đổi tâm tư và nguyện vọng một cách thân mật với ban chấp hành điều thú vị nữa là được đi tham quan những địa danh nổi tiếng như hòn trống mái đền độc cước chùa cô tiên Đời sống tinh thần của các hội viên đã thực sự trở nên phong phú, đầy màu sắc khi cảm nhận được bầu không khí dịu mát nhờ gió biển, cảm nhận được vẻ đẹp của các danh thắng của đất nước. Nhận thấy được niềm vui của hội viên sau chuyến đi, ban chấp hành sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để duy trì hoạt động này trong những năm tiếp theo. Hồng Liên Tin hoạt động của Hội Người Mù Đống Đa hỗ trợ hội viên làm thẻ tại Agribank. Sáng ngày 4 tháng 7, tại Văn phòng Quận hội Người mù Đống Đa, diễn ra buổi làm việc giữa Ban chấp hành Hội Người mù Đống Đa với đại diện Phòng Giao dịch Hội Sở Chính và các bộ phận Phòng Ban Liên quan của Ngân hàng Agribank nhằm hỗ trợ người khiếm thị mở thẻ và thực hiện các giao dịch tài chính tại hệ thống Ngân hàng Agribank. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Bình, trưởng phòng giao dịch Agribank và các cộng sự lắng nghe các tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn mà người khiếm thị thường gặp phải trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính với ngân hàng. Tiếp đó, anh Khúc Hải Vân, Ủy viên Ban chấp hành Quận hội Người Mù Đống Đa đã giới thiệu với ngân hàng Agribank về một số ứng dụng hỗ trợ cho người khiếm thị trong quá trình giao dịch tài chính như ứng dụng 4 số 9 Tết do công ty tiến bộ quốc tế aic phát triển trao đổi ý kiến tại buổi giao dịch bà đỗ thúy hà chủ tịch hội người mù quận đống đa ghi nhận sự nhiệt tình giúp đỡ và thái độ hợp tác thiện trí của ngân hàng agribank đối với những khách hàng gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận các dịch vụ tiện ích ngân hàng như người khiếm thị sau khi ghi nhận những vấn đề trong giao dịch tài chính của người khiếm thị cũng như tìm hiểu về các ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận các dịch vụ ngân hàng ông nguyễn đình bình khẳng định với những điều kiện công nghệ có sẵn agribank có thể tạo thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ tiện ích tài chính đối với người khiếm thị tại ngân hàng đặc biệt có thể để người khiếm thị sử dụng vân tay thay chữ ký trong quá trình giao dịch tại các chi nhánh được agribank chỉ định sau một lộ trình thí điểm và đánh giá hiệu quả của hoạt động này dựa trên kết quả thực tiễn phòng giao dịch hội sở chính agribank sẽ cân nhắc việc đề xuất ứng dụng hoạt động này trên toàn bộ hệ thống của agribank việt nam ngay trong buổi làm việc, đã có 5 trường hợp là cán bộ hội viên hội người mù Đống Đa tham gia thí điểm mở thẻ đợt đầu tiên dưới sự hướng dẫn làm thủ tục của các nhân viên Agribank. Được biết, Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên đã triển khai công nghệ thẻ chip tại Việt Nam, đồng thời có liên kết với nhiều ứng dụng thanh toán tiện ích như Grab, Moca. Vì vậy, việc đăng ký mở tài khoản tại Agribank sẽ giúp người khiếm thị sử dụng được nhiều tiện ích từ các dịch vụ tài chính mà Agribank đang cung cấp. Thông qua những tiện ích, người khiếm thị có thể hoàn toàn chủ động sử dụng các dịch vụ tiện ích để loại bỏ phần lớn những trở ngại trong cuộc sống của mình và kéo gần khoảng cách trong quá trình hòa nhập cộng đồng. Phúc Hải Vân tin hoạt động của Hội Người Mù quận Nam Từ Liêm. Sáng ngày 5 tháng 7, tại trụ sở Hội Người Mù quận Nam Từ Liêm, đã diễn ra buổi sinh hoạt câu lạc bộ diện trần với chủ đề chữa các bệnh đau cổ vai gáy bằng các phương pháp của diện trần dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn của giảng viên Hoàng Anh Hải, giảng viên trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế, chi nhánh tại Hà Nội đau cổ vai gáy là căn bệnh phổ biến không chỉ những người cao tuổi mà của cả những người làm việc văn phòng hay những người bị thoái hóa đốt sống cổ các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều cách khác nhau để chữa trị căn bệnh này bằng phương pháp diện trần như đơn giản nhất là quay cổ tay các động tác tại chỗ bằng các dụng cụ diện trần như cây quẹt gai quả cầu gai đôi hoặc có thể kết hợp dây ấn hai đầu lông mày theo đồ hình ngoại vi âm dương bởi đó tương ứng với hai bên vai và chỗ lõm trên sống mũi vì đó cũng là cổ kết hợp với dùng các dụng cụ như cây quẹt gai hay con bọ lăn trực tiếp tại các vùng cổ vai gáy Thở âm dương khí công cũng là một cách để nâng cao thể lực và giảm đau các vùng này hoặc cũng có thể dùng 12 động tác xoa mặt buổi sáng cũng sẽ giúp giảm đau dần dần. Hay đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết bằng cây sao chổi cũng là một cách hay để tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm đau từ từ cho cổ, vai, gáy. Mỗi thành viên câu lạc bộ đều có cách chữa trị căn bệnh này tùy theo cơ địa cũng như cách vận dụng lý thuyết của phương pháp diện trần và sự linh hoạt trong cách sử dụng các dụng cụ diện trần để đạt được hiệu quả cao nhất trong chữa trị. Buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc trong niềm vui và sự phấn khởi của các thành viên vì ai cũng học được một vài phương pháp để điều trị căn bệnh đau cổ vai gáy cho bản thân cũng như những người thân trong gia đình mình. Lê Thanh Hà Tin hoạt động tham quan du lịch của các đơn vị Phúc Thọ, Mỹ Đức và Ứng Hòa theo phản ánh của cộng tác viên Đàm Quyết Tiến, Ngọc Nhuận và Viết Cường. Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của đơn vị từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 7 2019, Ban chấp hành Hội người mù huyện Phúc Thọ đã tổ chức chuyến tham quan nghỉ mát tại Thanh Hóa cho 22 cán bộ, hội viên và thân nhân. Do tính đặc thù của tổ chức nên ban chấp hành đã bố trí mỗi hội viên có một thân nhân đi cùng để giúp đỡ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người khiếm thị. Tuy không nhìn ngắm được màu sắc của cuộc sống, nhưng người khiếm thị đã được tận hưởng nắng gió, là nước mát lành với những con sóng bạc đầu. Đoàn đã đến tham quan hòn chống mái, quà tặng của thiên nhiên dành cho con người. Cũng trong hai ngày mùng 8 mùng 9 tháng 7, huyện hội Mỹ Đức đã tổ chức đưa 28 thành viên đi tham quan nghỉ mát tại bãi biển Sầm Sơn. Đây là lần đầu tiên hội tổ chức cho hội viên đi tham quan tìm hiểu những vùng đất mới nên hội viên rất phấn khởi. Cũng tại đây, vào tối ngày mùng 8, hội đã có buổi giao lưu văn nghệ và trao đổi kinh nghiệm công tác hội với hội người mù Phúc Thọ hết sức vui vẻ và ý nghĩa. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết và học hỏi kinh nghiệm hoạt động công tác giữa hai đơn vị. Mỗi lời ca tiếng hát được các anh chị em cất lên như hòa cùng sóng biển, dì dầm tạo nên bản hòa ca đặc sắc, sự gần gũi giữa con người và thiên nhiên. Buổi giao lưu đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người. Tất cả các thành viên của hai đơn vị đều thầm hẹn gặp lại sầm sơn, biển nhớ trong một ngày gần nhất. Và cuối cùng là chuyến đi đầy ý nghĩa của đơn vị ứng hòa. Nằm trong kế hoạch hoạt động tăng cường sự hiểu biết, nâng cao chất lượng đời sống người khiếm thị. Trong 4 ngày, từ đêm ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 2019, Hội Người Mù huyện Ứng Hòa tổ chức đưa dẫn 29 người, trong đó có 20 cán bộ hội viên đi tham quan du lịch tại tỉnh Hà Tĩnh, một mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, nơi có nhiều tên đất, tên người đã gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong đó, ngã ba Đồng Lộc là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với phương châm xã hội hóa hoạt động, tổ chức và hội viên cùng trong tay thực hiện đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của bà con tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với người mù, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh của đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ hội viên. Tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc, các thành viên trong đoàn có dịp ngược lại dòng thời gian, cùng ôn lại những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại khu vực chảo lửa này. Đoàn đã được nghe lại cuốn tư liệu lịch sử và cảm nhận vẻ đẹp bi tráng hào hùng của 10 chị em thanh niên sung phong đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh thân mình vì độc lập của Tổ quốc hôm nay cũng nằm trong chuyến giao lưu đó, hội đã đến thăm và tận hưởng biển Thiên Cầm, cảm nhận những vẻ đẹp mênh mông vô tận của các vùng biển tổ quốc mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Chuyến đi thành công tốt đẹp, đem lại nhiều kỷ niệm khó quên, tăng cường cơ hội giao lưu chia sẻ thắt chặt tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các thành viên với tổ chức hội.